Bỏ quên ví tiền ở nhà vẫn có thể tận hưởng được cuộc sống là cách thường được dùng để nói về sự tiện lợi của những chiếc ví điện tử được cài đặt trong điện thoại. Tuy nhiên thì đội ngũ truyền thông của những doanh nghiệp ví điện tử có thể sẽ phải xem lại cách nói này nếu như trong thời gian tới quy định về hạn mức cho ví điện tử được thông qua. Vì rõ ràng là với cái mức không quá 20 triệu đồng một ngày thì người dùng ví điện tử cũng không thể nào khao bạn bè đồng nghiệp một bữa ăn hơi sang trọng một tí, không thể mua vé máy bay cho cả gia đình đi du lịch ở đâu đó, hay đơn giản hơn là không thể sắm những cái sản phẩm công nghệ có cái mức giá trị như thế này. Doanh nghiệp này cho rằng trị giá các giao dịch trên ví điện tử đang có xu hướng ngày càng tăng. Doanh nghiệp đang có chiến lược đẩy mạnh hợp tác với các trang thương mại điện tử, công ty du lịch, công ty tài chính, cho phép người dùng ví điện tử thanh toán những sản phẩm dịch vụ có giá trị lớn ở mức vài chục triệu đồng. Tuy nhiên, nếu quy định mức trần 20 triệu đồng một ngày đối với cá nhân và 100 triệu đồng một ngày đối với tổ chức thanh toán ví điện tử được áp dụng, doanh nghiệp lo ngại sẽ ảnh hưởng đến 5 triệu khách hàng hiện có và cả hàng chục triệu khách hàng tiềm năng. Triển khai dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam rất là khó khăn, và các doanh nghiệp chúng tôi cần rất là nhiều nỗ lực để giúp cho khách hàng sử dụng dịch vụ. Nếu mà chúng ta càng đặt ra nhiều hạn mức thì việc tiếp cận của người dùng đối với dịch vụ thì nó sẽ hạn chế. Ngân hàng Nhà nước lý giải, việc quy định hạn mức giao dịch đối với ví điện tử nhằm tránh rủi ro lợi dụng ví điện tử để rửa tiền, thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, cũng như phù hợp với mục đích sử dụng ví điện tử là phục vụ thanh toán các giao dịch nhỏ lẻ. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, đã đến lúc cần thiết có những quy định cụ thể cho ví điện tử khi trước giờ vẫn còn nhiều khoảng trống pháp lý. Tuy nhiên, việc áp hạn mức ở mức như đang đề xuất là chưa hợp lý. Không nên phân biệt bằng cách giới hạn coi nó là chỉ là một cái việc thanh toán nhỏ lẻ. Nên đặt cái quyền đấy cho đơn vị cung cấp dịch vụ ví điện tử và người sử dụng. Tôi cảm thấy rủi ro thì tôi có quyền quy định. Giống như là chúng ta sử dụng thẻ, những hình thức thanh toán điện tử khác có thể lên đến từ 100 đến 300 triệu một ngày. Hiện số lượng trung gian thanh toán đã tăng lên mức gần 30 công ty. Đáng chú ý là theo NABAS, trong năm 2018, tổng giá trị thanh toán điện tử qua mạng lưới của trung gian này tăng gần 170% so với năm trước đó. Giới chuyên gia nhận định, với một thị trường đang tăng trưởng nhanh chóng, thì việc có các quy định quản lý để đuổi kịp nhằm hạn chế rủi ro là hợp lý. Tuy nhiên, cần có sự phản biện kỹ càng với những quy định có thể kiềm hãm sự phát triển của các hình thức thanh toán không tiền mặt đang được chính phủ khuyến khích.